ngô luôn. Quá đẹp rồi. Hôm nay nhìn gần gần này lại thấy đẹp dai dai như vậy. Sau chức vô địch thấy đẹp dai dai hay sao, đúng không? Có đúng không? Hay là vô địch xong lại nhuận sắc? nhiều hơn đấy. Nhiều hơn lần thế nào? Ok chưa? Ok chưa mọi người ơi. Ok. Chưa được hả? Camera của em chưa được hả? Em quàng luôn hẳn vào, quàng hẳn luôn vào cái kia kìa, không phải cần nó cần. Thôi rồi, phỏng vấn đi. Rồi. Anh em hỏi đi. Cứ giờ mới càng lên bảo. Hôm nay tinh thần của toàn đội đến lúc này như thế nào rồi? Hiện tại tinh thần của toàn đội rất là phấn chấn vì toàn đội đã vượt qua được vòng bảng và để chuẩn bị cho trận đấu vòng 1/8. Không thể nói rõ hơn niềm vui vào tối qua sau khi mà toàn đội cùng nhau xem cái trận đấu đấy và khi mà biết được mình sẽ vào vòng 1/8 thì cái cảm xúc đó như nào? Toàn đội tối qua thì đã cùng nhau ngồi lại và xem cái trận đấu của hai đội và hồi hộp đến tận giây cuối cùng và đội tuyển cũng được vào trong cũng gọi là may mắn vì chỉ hơn chỉ số phụ và nhờ cái thẻ vàng. Vậy đến nay ông Park đã nói gì với cả toàn đội chưa? Hiện tại vừa rồi thì trong phòng thay đồ thì huấn luyện viên Park có nói là toàn đội phải tập trung và cố gắng chơi trận đấu rất là tốt. Trải qua 3 trận đấu với đối thủ mạnh như Iran, Iraq và kể cả Yemen nữa thì toàn đội đã rút ra cho mình kinh nghiệm gì? Trải qua 3 trận đấu với đối thủ mạnh thì toàn đội cũng đã rút ra được cho mình những cái bài học rất là quý. Vì trước Iran hay Iraq thì cũng là những đối thủ rất là mạnh và toàn đội từ những trận đấu đó thì toàn đội sẽ rút ra được cái bài học cho mình để thi đấu trận tới sẽ tốt hơn. Anh có thể chia sẻ rõ hơn những cái bài học đó đã rút ra là học về mặt chuyên môn hay về mặt tâm lý? Thì đá với những đội mạnh thì thường tâm lý bình thường của đội có thể là không được tốt và sau khi đã hai trận rất là mạnh đội Iraq và Iran thì toàn đội sẽ tự tin hơn trước những đối thủ mạnh. Khi mà chuyển lên khách sạn mới này thì điều kiện ăn ở như thế nào và Huy Hường có thể nói một cách cụ thể hơn là mình ăn những món gì và mình ở thì cái bối cảnh, cái view của khách sạn thì nó như thế nào và nó tạo cho mình cảm giác ra sao? Được chuyển lên khách sạn mới thì Hùng thấy view ở đây thì cũng rất là đẹp vì trong thành phố thì mình thấy rất là đường xá rất là nhộn nhịp và cái đồ ăn thức uống ở đây thì rất là tốt, ví dụ như là bò, gà và cá. Về mặt thể lực của anh em hiện nay thì đang có rất là nhiều người cảm thấy lo ngại về cái nền tảng thể lực của mình. Thì Huy Hùng đánh giá như nào khi mà chúng ta phải gặp một đội bóng rất là khỏe như là Jordan? Hiện tại thì thể lực của anh em thì cũng có phần giảm sút vì anh em cũng đã thi đấu 3 trận với mật độ rất là dày, 4 ngày một trận. Thì hiện tại thì anh em cũng đang cố gắng ăn uống tốt để hồi phục lại sức khỏe để có thể cho những trận tới. Em nghĩ thế nào? Câu hỏi cuối cùng nhé. Thế nào về Jordan? Hùng nghĩ Jordan là đối thủ rất là mạnh thì mọi người đã biết đấy thì Jordan đã thắng đội Australia với tỷ số 1-0 vòng bảng. Sau khi mà đội chúng ta vào vòng knockout theo một cái đường nó không thể hẹp hơn được thì lúc đấy thì Huy Hùng ăn mừng như thế nào và sau đấy thì Huy Hùng với các đồng đội nói với nhau điều gì? Lúc mà biết thì toàn đội đã vào vòng 1/8 qua cái cửa ấy rất là hẹp đấy thì anh em trong đội rất là vui và ôm nhau ăn mừng rất là hạnh phúc. Rồi, okay.